Ông ấy sẽ có thể đoàn kết những người muốn làm sống lại nước Nga vĩ đại trong thế kỷ 21. Ông ấy là thư ký Hội đồng An ninh và Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Vladimir Vladimirovich Putin. Đó là lời mô tả ngắn gọn vào năm 1999 của Tổng thống Nga lúc đó là Boris Yeltsin trước khi tuyên bố từ chức và trao lại trách nhiệm cho người mà ông tin tưởng với vai trò nhà lãnh đạo đất nước. Quyền nắm quyền trong giai đoạn nước Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thế nhưng bằng tầm nhìn của một nhà cải cách và sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo, ông Putin đã từng bước vực dậy nền kinh tế Nga, khôi phục vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Bên cạnh việc tận dụng những lợi thế sẵn có như nguồn tài nguyên hay tiềm lực quân sự của đất nước, ông Putin cũng rất thành công trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc của người Nga. Cảm ơn những người đã nói có vì một nước Nga vĩ đại. Tôi từng hỏi các bạn rằng, liệu chúng ta có chiến thắng hay không? Chúng ta đã chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt của người cầm lái Putin, con tàu nước Nga đã nhiều lần vượt qua những khó khăn khủng hoảng, ngay cả khi phải đối mặt với các lệnh cấm vận từ Mỹ và phương Tây hay ảnh hưởng của các cuộc xung đột toàn cầu. Nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, trong khi vai trò và vị thế của nước Nga không ngừng được củng cố. Với ông Putin, nước Nga tìm thấy một người cầm lái mạnh mẽ, biểu tượng cho sự ổn định, sức mạnh và sự quay trở lại của một cường quốc. Ông Putin luôn quan tâm đến việc khẳng định lại vị thế của nước Nga, cả vị thế sức mạnh của một cường quốc, lẫn tầm ảnh hưởng truyền thống. Bên cạnh hình ảnh mạnh mẽ của một chính trị gia, sự thu hút với công chúng Nga của ông Putin còn được thể hiện qua những hình ảnh đời thường, từ lặn biển, lái tàu ngầm cho đến những sở thích cá nhân như cưỡi ngựa, đánh võ judo, trượt tuyết hay chơi khúc côn cầu. Tài năng trong chính trị, đa tài và khác biệt trong cuộc sống đời thường, đó chính là những yếu tố góp phần giúp ông Putin luôn là chính trị gia có ảnh hưởng lớn và nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân Nga trong suốt hai thập kỷ qua, và nay là khi họ đưa ra quyết định cho tương lai của nước Nga.